quý vị và các bạn, lao động giáo dục là lao động đặc thù, vừa là khoa học vừa là nghệ thuật. Chỉ tính thời gian lao động thì nghề giáo viên đâu chỉ làm 8 tiếng một ngày. Nào là soạn bài, chấm bài, chữa bài, soạn đề, làm đồ dùng dạy học, giáo dục học sinh cá biệt, bồi dưỡng học sinh giỏi hay là phụ đạo học sinh yếu. Bước vào năm học mới được một tuần, bao lo toan vất vả lại đặt nặng lên vai người giáo viên, nhất là những nữ giáo viên. Vậy làm sao để vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà, làm sao để trước học sinh, các cô giáo vẫn luôn trông rạng ngời và tươi tắn? Quý vị và các bạn sẽ hiểu rõ hơn qua phóng sự ngay sau đây. Giáo viên ngành học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đa số là nữ giới. Giáo dục đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại, sự tận tụy, tận tâm với trái tim yêu thương con người, biết lắng nghe, chia sẻ và thông hiểu. Và điều này có thể dễ dàng tìm thấy ở phụ nữ. Cho nên đây là thuận lợi căn bản nhất của phụ nữ để họ chọn môi trường giáo dục để cống hiến. Tuy nhiên, công việc đối với giáo viên đâu chỉ trên trường lớp mà theo cả về nhà. Bước vào năm học mới 2018, nhằm đem đến sự cảm nhận được trải nghiệm giá trị đích thực của một sản phẩm chính hãng với chất lượng và giá thành phù hợp với thu nhập của người giáo viên, hãng mỹ phẩm Bonshi Korea dành tặng mỗi nữ giáo viên trên cả nước một phần quà đặc biệt với bộ 3 sản phẩm chăm sóc da cơ bản gồm sữa rửa mặt, tinh chất dưỡng da và mặt nạ 3-in-1 phù hợp nhất để chăm sóc dưỡng da tại nhà đạt hiệu quả cao. Tôi cảm thấy hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng cũng như là dịch vụ của sản phẩm mang đến cho chúng tôi. Và với bản thân tôi là một giáo viên mầm non, là một ngày 8 tiếng thì thực sự là có rất ít thời gian để đi đến các trung tâm chăm sóc da, nghe tư vấn và tìm mua sản phẩm. Và khi được tìm hiểu kỹ về sản phẩm thì tôi hoàn toàn yên tâm hơn về vì sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên rất tốt cho làn da của chị em phụ nữ nói chung. Và tôi tin rằng mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng sản phẩm. Bonshi Korea là dòng mỹ phẩm cao cấp của Hàn Quốc, xứ sở của những dòng mỹ phẩm nổi tiếng bậc nhất. Cho đến giờ, công ty tự hào là hãng mỹ phẩm có chính sách chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất trên thị trường hiện nay. Mỹ phẩm Bonshi Korea có chức năng giúp hồi phục, tái tạo các làn da bị khô, nhăn, nám, tàn nhang, mụn, da không đều màu, lỗ chân lông to, da lão hóa chỉ sau 6 tuần sử dụng sản phẩm. Phù hợp với làn da của phụ nữ từ 22 tuổi trở lên, kể cả da nhạy cảm. Và đây cũng chính là lý do mà các giáo viên lựa chọn sử dụng sản phẩm để hồi phục làn da sau những vất vả trên lớp. Đối với các cô giáo là rất là bận rộn, không có thời gian để đi các spa làm đẹp. Mà hơn nữa là cái chị em phụ nữ hiện nay thì cũng rất là quan tâm đến cái hình thức bề ngoài và cái nước da của mình. Thì sản phẩm của công ty này là dưỡng da và làm đẹp da từ thảo dược nên là tôi cũng cảm thấy rất là yên tâm. Với trọng tâm luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu cùng với sứ mệnh chăm sóc sắc đẹp cho chị em phụ nữ bằng những sản phẩm chính hãng và độc đáo từ thảo dược, Bonshi Korea cam kết mang đến cho các giáo viên nói riêng và chị em phụ nữ nói chung sự hài lòng và hiệu quả ngay từ lần sử dụng đầu tiên các dòng sản phẩm. Sản phẩm của Bonshi Korean được hợp pháp hóa lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho phép sản phẩm được lưu hành trên toàn quốc. Tất cả các sản phẩm của Bonshi Korean đều được dán tem chống hàng giả để khách hàng phân biệt. Hiện nay hãng Bonshi Korean dành rất nhiều chính sách dành cho khách hàng thân thiết của hãng nói chung cũng như là có những cái chính sách đặc biệt dành cho nữ giáo viên trên toàn quốc nói riêng. Sản phẩm được các nhà khoa học, dược sĩ hàng đầu trên thế giới nghiên cứu, sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tự động theo quy trình sản xuất mỹ phẩm trong điều kiện nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng an toàn tuyệt đối tại nhà máy Koson, một trong 3 nhà máy lớn nhất tại Hàn Quốc, đạt chuẩn cGMP ISO 22716. Bonshi Korea được chiết xuất từ đông trùng hạ thảo tươi, nước biển sâu, cây kava và các loại thảo dược quý hiếm khác.